streets in Egypt, at least in Cairo. The temperature today, it seems normal for you maybe, but for us it seems abnormal. That is the beginning of real winter. The winter in Egypt is not... that is the main headlines. Important thing I should give it to you right now, please. When we visit any place together, let's put a headline for our tours. However you are visiting any place, put your headline is nothing in Egypt for free. Nothing in Egypt for free. Từ người Anh nào ông thích nên gọi là đất nữa, gọi là châu Phi là một châu kỳ quặc đó. Tất cả biên giới ở các nước là được vẽ thẳng tắp luôn. Châu Phi 1 triệu km² với dân số bằng Việt Nam mình. Theo triều đại và nổi tiếng hơn hết tất cả những triều đại thì thường chúng ta hay thường nghe ngày xưa người ta làm như thế nào, sống như thế nào. Bây ngày rất là nhiều người qua Ai Cập này là chửi mấy ông này. Bởi vì quý vị biết sao, từ ngàn xưa ông cha đã là quặc. Bởi vì cuốn sách của người chết bây giờ bảo tồn tốt nhất. We're still working on this part. Yes, we are still searching for the secrets. What's down there? This area is still covering great secrets inside. We are not able to know exactly the rest of the secrets, but we're still searching for. Saqqara is the oldest place. Saqqara is important area for archaeologists for discovering great tombs we not yet discovered till today. Rất là nhiều nơi ở đây người ta vẫn đang còn tìm kiếm ở trong lòng đất và xem thử ở đây có cái gì, bởi vì đây là một trong những nơi đầu tiên xây dựng kim tự tháp. Và quý vị đừng có nghĩ những bức tường này là những thứ đơn giản, bởi vì bên dưới những bức tường này, bên dưới những cái đá vôi này vẫn còn rất là nhiều bí mật mà người ta vẫn đang còn khai quật. Bên tay này hả quý vị, đây là kim tự tháp này, bên tay phải này đó là kim tự tháp, trước mặt này cũng là kim tự tháp, tuy nhiên người ta vẫn chưa khai quật hết. Có nghĩa là toàn bộ vùng đất này, toàn bộ cái công viên này thì phần lớn đây là kim tự tháp hết quý vị nhé. Và bên dưới này có nghĩa là trên này kim tự tháp, bên dưới này cái gì, có thể là bên dưới này là hầm mộ của ai đó, bên dưới này là những hầm mộ của những vị. Đi. Vào đuổi hai ông nội kia ra đi. Không biết của chống á. Sorry, we still trong đó đang có thủ tướng người trống á, mà bây giờ rất là đông, người ta không cho vào, nó kêu là khoảng sau khi mà xong cái này á, quay trở lại đó, hai ông kia cũng lên trời luôn đi, thằng kia cũng lên trời luôn đi, rồi mình quay lại đó mình đóng phân. Rồi, tuy nhiên là cái điểm này không có điểm trong chương trình, nhưng mà chúng ta đi tham quan một cái để chúng ta biết được rằng toàn bộ khu vực này ở bên dưới đang là phế tích và chúng ta vẫn chưa biết nó là cái gì, kể cả những nhà khoa học thế giới cũng chưa biết bên dưới này là cái gì, vẫn đang tìm.
Vâng. Đấy, Việt nói sau khi xây kim tháp bậc thang này xong nó không hoàn hảo. Thì cái xa nhất quý vị thấy nó đang dựng đứng lên bên trên đỉnh Mỹ ổn lại không? Thì đó là cái thứ hai, góc 52 độ lên trên đó vì áp lực nó đè xuống nhiều quá người ta mới ổn lại trên mũi. Sau cái đó xong rồi mới xây cái tiếp theo, là cái này là cái hoàn hảo để tam giác đều, tam giác kênh. Quý vị nhé, ba cái. Và dọc cái thung lũng này cực kỳ nhiều kim tự tháp, bây giờ đến hiện tại bây giờ người ta vẫn chưa khai quật hết lên được nhé. Hả? Mình là tại vì quý vị muốn cưỡi ngựa, muốn cưỡi lừa, muốn cưỡi lạc đà thì qua Giza cưỡi quý vị nhé. Đừng có cưỡi ở đây. Qua bên kia. Ở bên này lạc đà một bữa, quý vị muốn lạc đà hai bữa, quý vị phải lên vùng sa mạc Gobi ở phía bắc. Ở Trung Quốc, ở Mông Cổ mới có hai bữa, bên này một bữa hết. Chắc cái đoàn VIP đây của thủ tướng đây này. Toàn mệt này. Đây trước kia có cậu trèo lên cái tháp này. Ở đó là đó là những nhà thờ mẫu. Những nhà làm hôm qua. Bây giờ là nóng đấy mọi người phải đi đâu ngủ rồi này kia. Thế là sáng ra là ăn mang thế này. Giờ lại đi. Tiền lẻ đô, đổi gì cả. Nhí, là em kiểu tiền lẻ đô.